Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Hôm nay thì em sẽ làm clip giới thiệu đến các anh một mẫu bật lửa mới, một mẫu có mã hàng là SK27 của nhãn hiệu Lubinski. Các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là SK27 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm nhé. Cái mã sản phẩm này thì em có thể để ở trên góc trái màn hình. Các anh nhớ khi mà gọi điện đặt hàng thì các anh nhớ hộ em cái mã sản phẩm. Các anh phải nhớ chính xác mã sản phẩm hộ em thì em giao hàng đến nơi mới đúng ý như các anh yêu cầu được ạ. Tránh bị nhầm lẫn. Ở đây thì bộ hộp sản phẩm rất là sang trọng như này, hộp hai lớp rất là phù hợp cho các anh mua làm quà tặng quà biếu luôn. Đây, một chiếc bật lửa nhờ có mã hàng là SK27. Cái trước đây em cũng giới thiệu một mẫu tương tự như này rồi, nhưng mẫu đấy đến từ thương hiệu Kohiba, mà hôm nay thì là đến từ thương hiệu Lubinski. Cái màu vàng đồng, ngoài cái màu vàng đồng thì còn số màu khác thì các anh có thể truy cập website ambe.vn xem giúp em hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau cũng như là màu sắc khác. Ở đây thì là chất liệu kim loại cầm rất là chắc chắn, cái cảm giác cầm đầu tiên rất là chắc tay và rất là thích logo của Lubinski. Cũng như là đây có kèm theo đục xì gà, một cái đục rất là chắc chắn luôn, đục bằng kim loại, cũng như là đồng thời có cổng bơm ga cũng như điều chỉnh ga to nhỏ luôn ở trên này. Rất là dễ sử dụng thôi, các anh dùng bình ga mini dành cho bật lửa dí vào thôi là ok rồi nhé, cực kỳ đơn giản, không biết dùng cũng cũng sẽ dùng nhanh thôi. Ở đây thì thiết kế rất là đẹp, đơn giản và hơi cong cong, nó tạo mềm mại và cảm giác rất là bay bổng, thanh lịch. Cái ga màu vàng gold sâm panh, cái màu vàng vàng gold như thế này, màu sâm panh cũng rất là đẹp, bắt mắt ở viền viền xám, tinh tế. Lubinski ở đây thì là lửa kho hai tia, đánh lửa bằng IC đấy, rất là mạnh luôn, các anh có thể nhìn thấy ạ. Ở đây thì em cũng đã lửa kho ở trên cái clip này, nó cũng hơi khó quan sát nhưng các anh có thể nhìn thấy đấy, lửa hai tia nhé các anh nhé. Anh có thể bật chế độ Full HD lên để quan sát giúp em, lửa kho rất là mạnh, cầm rất là chắc tay và thiết kế rất là thanh lịch. Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể đặt mua luôn ở trên website. Anh nào muốn tiết kiệm thời gian thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Đấy, xin cảm ơn các anh rất là nhiều.